Chùa Liên Trì lâu nay vẫn thường tổ chức các hoạt động từ thiện như phát quà cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, bệnh nhi ung thư, các gia đình thuyền nhân bị cưỡng bức hồi hương hay những buổi hội họp của các tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam. Thế nhưng, lấy lý do làm dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm với quy hoạch 930 ha, trong thời gian qua, nhà cầm quyền đã cưỡng chế, giải tỏa 15.000 hộ dân, cũng như một số cơ sở tôn giáo khác. Tuy nhiên, việc đền bù giải tỏa còn nhiều khuất tất, không đúng luật, dẫn đến có hơn 11.000 đơn khiếu kiện của người dân. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Hòa Thượng Thích Không Tánh, trụ trì chùa Liên Trì, về hiện trạng của ngôi chùa. Chùa Liên Trì đây á, là nó đã có mặt ở nơi cái Thủ Thiêm này là cả khoảng trên 70 năm rồi. Và chúng tôi là trụ trì của chùa này cũng khoảng đã 50 năm rồi. Từ ngày mà được giáo hội bổ nhiệm cho chúng tôi về làm trụ trì là vào 1968, từ đó bây giờ thì cũng đã mấy chục năm. Thì bây giờ gần đây thì cũng xin thưa là cái tình cảnh chùa nó cũng khổ lắm. Thì hãy nói rằng bây giờ cái nhà nước họ quy định rằng là lập một cái khu đô thị mới Thủ Thiêm ở nơi cái khu này, và họ sẽ xây dựng một cái thành phố sau đó hiện đại rồi đấy, và khu đô thị mới, thì đồng thời họ giải tỏa hết tất cả bà con ở địa phương đây đi. Đồng thời thì là họ cũng coi như là đề nghị cho cả chùa và nhà thờ và các cơ sở tôn giáo đồ cũng phải di dời đi hết. Hiện nay, nhà cầm quyền đã cưỡng chế hết tất cả các nhà dân ở khu vực này. Ngôi chùa chỉ nằm trơ trọi giữa đồng không mông quạnh và một ngôi nhà đối diện của an ninh mật vụ dùng để giám sát nhà chùa. Con đường dẫn vào chùa trước đây được tráng nhựa rất khang trang, giờ đã bị cày nát với các ổ voi, ổ gà đầy khắp, khói bụi bay mịt mù mỗi lần có xe cộ chạy ngang qua. Các Phật tử cũng bị ngăn cản đến hành lễ tại ngôi chùa này. Nhà cầm quyền thường xuyên theo dõi, sách nhiễu thầy trụ trì Thích Không Tánh, cũng như ngăn cản nhiều sự kiện từ thiện như phát quà cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa hay họp các tổ chức xã hội dân sự độc lập trong nước. Từ lâu, chùa Liên Trì là hay làm những cái công việc từ thiện xã hội, chẳng hạn như chúng tôi hay tổ chức mời cơm cũng như chia sẻ cái quà đến cái quà nhân ái đến cho tất cả quý anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa mà có những hoàn cảnh rất là khó khăn, cũng như là thỉnh thoảng là cũng đã nhiều năm rồi chúng tôi làm cái công việc đó, và đồng thời là một số các cái tổ chức xã hội dân sự cũng thỉnh thoảng cũng về đây sinh hoạt và hình thành. Và có lẽ theo tôi nghĩ rằng là nhà nước họ còn kỳ thị đối với anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, và họ đối xử họ cũng không có một cái sự nhân đạo nữa, cho nên mỗi lần mà chúng tôi phát quà cho anh em thương phế binh đó, thì họ canh gác, họ cô lập, họ phong tỏa, rồi thì họ ngăn cản bằng nhiều cách, và họ thí dụ họ đến từng nhà thương phế binh họ cấm qua chùa Liên Trì, đồng thời là họ chặn đường luôn và họ hãm dọa đủ thứ, làm cho anh em thương phế binh cũng rất là sợ hãi. Thì điều đó chứng tỏ rằng coi như là nhà nước họ cũng vẫn còn cái tâm gọi là kỳ thị đối với anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, dầu rằng cái cuộc chiến tranh nó đã đi qua hàng 40 năm nay rồi. Bất chấp sự o ép đánh phá của nhà cầm quyền, ngôi chùa vẫn tồn tại và luôn đứng về phía những người nghèo khó bị bỏ rơi trong xã hội. Phóng sự của SBTN do nhóm phóng viên Việt Nam Right Now thực hiện từ Sài Gòn, Việt Nam.